Thank you.
chính. Trước tiên là kính chào quý bà con xem đại xem màn hình nhỏ. Mới có làm xong cho nên đừng nó còn lấp dốc vậy. Nhưng mà bác cảm ơn con. Ở đâu đến vậy con? Dạ con cũng là khách hâm mộ phương xa lại để thấy bác Chính đăng mấy cái video trên đài truyền hình rồi thấy hay quá, sáng lát mấy cây đàn độc lạ quá, con để cũng tìm hiểu đến đây để thăm bác Chính trước tiên, là thứ hai là để quay những cái video về cái đàn độc lạ của bác Chính sáng tác. Là vậy sao? Dạ. Giờ có yêu cầu gì thêm nữa mấy là? Dạ. Thì bác Chính có thể biểu diễn một số cây đàn bác Chính sáng tác gần đây nữa không vậy bác Chính? Được, thì vừa rồi bác cái đàn này là bác mới chế vừa đây thì dạ. Bác nói thật cho con là khoảng khoảng hơn hai tháng trước dạ. Thì cái bụi hồ TV nó có xuống nó khai thác bác dạ. Nhưng mà cái thời gian đó thì cũng có cái điều kiện cái sức khỏe nó cũng kém lắm, nó nhờ dòm hình thấy biết cho nên là cũng khai thác một số đợt đã lên rồi dạ. Rồi từ đó tới thời gian này là bác cũng đam mê mà chế tác thì cộng thêm là 7, 8, 9 cây gì đây là đó, dạ. Đó thì cái mô hình xung quanh này con đó, và đồng thời là bác mở tiệm bán ở đây, dạ. cũng được 3 tháng rồi, thì cây này cái tên của nó là cây là gì? Bác ngư cầm, bác ngư cầm, thì bên dạ. Đây là cây độc quyền. Cây này nó có đặc biệt cái này khi mình buông dây không nè. Dạ. Mình đánh mà khi lên que nè, cái que thì giống như cái lá cờ đó à, dùng đây. Đó rồi sang qua đây là cái tam quyền di thì nó có thể thay thế hạ quy di được. Tam quyền di này là có 3 sợi dây hả bác Chính? À thì 3 đó, tam mà 3 thì cộng dạ, đây dạ. Là 5 nữa là cái mình là, gọi là bát. Dạ. Đây là ngũ âm quyền. Bát ngư cầm, cái hình thức con cá. Dạ. Bên đây là ngũ âm quyền với bác Chính sáng tác lúc trước đúng không? Đúng, đây, đúng. Mình cộng thêm cây tam quyền di vô nè. Tam quyền di ngắn đó. Dạ. Có thể ví dụ mình trần đây là cao nè. Ví dụ mình trần đây. Đó, dạ, nó dạ. Chuyển mà về mà khi mà vô đây nè. Đây mình chuyển lên thì dạ. Vô nghe. Dạ. Nó kêu rất là. Nhưng cái âm sắc để giới thiệu cho quý bà con khán giả nghe thôi. Dạ dạ. À, phải dợt, phải tập dợt thêm thời gian, giống ai tài giỏi mình vừa sáng tạo ra mình chưa làm được đó. Phải tập dợt. Dạ. Rồi huống chi mình không biết là phải học càng lâu nữa, còn là đã biết rồi đó. Trong nghề tôi là trên gần 60 năm mà tôi biết là tôi chế tác. Nhiều lúc tôi chế nhiều cái đợt tôi không biết đường mở luôn, mở nút mà. Dạ. Mình thiết cái đó là giới thiệu sơ qua. Dạ, dạ. Bây giờ tôi giới thiệu qua sơ qua. Bác Chính cho con coi thêm cây đàn ở dưới này đi bác Chính. Cây này là dạ vậy bác Chính cho con hỏi là cái cây 3 trong 1 này là gồm những cây đàn gì vậy bác Chính? Về mình tính từ dưới lên trên. Dạ. Từ dưới thì là cây này là cây cạch gáo. Nếu dạ. Mà lên dây mà cao là gáo. Xuống dây thấp đi lòn là gáo. Dạ. À đó. Gáo và cò cùng chung cây chính giữa là quy ta phím lõm dạ. Nhưng mà quy ta phím lõm là quy ta đoạn, nó ngắn đoạn đơn dây đào nó trở thành dây kép, mà đơn dây kép là trở thành dây đào. Dạ đọc gì hả bác Chính? À dạ đọc gì hả? À đó thì, ở trên này cái sến. Dạ sến mini dạ. Nghĩa đọc một là 3 cây trong 1 cũng được, cái là tam mini
Dạ. Đó. Vậy là một một bài bát chính có thể truyền lên truyền xuống ba cây một, để trong một được. Cái bài. Thì một lúc nữa là bát chính sẽ đờn cái bài phi dân điệp khúc và hai con giọng cổ 5-6. Dạ. Rồi cho con hỏi cây dưới này bát chính sáng chế lâu chưa? À, cái này là sau khi cái thời kỳ bụi hồ xuống là này cách này cũng hơi trên 2 tháng này. Dạ. Thì cái ý tưởng của bác đã có liền, bác chế tạo cái đờn này là con hạ quy di thôi. Dạ. Nhưng hạ quy di mà lấy bác chính lấy cái hình thức á của con chim cánh cụt cho nên đặt. Dạ. Để tên là hát gen trên đây là cái đầu đó ha bác chính. À, đầu đó. Dạ dạ. Rồi dưới đây là cái thân. Rồi thân. Rồi dưới đây là chân. Có hai cái chân luôn. À có. Dạ dạ dạ, quá độc. Có bằng cẳng. Vậy là còn cái cây nhỏ nhỏ phía bên này là à cái này cũng chim cánh cụt len nhưng mà đỡ hạ cầm điểu cục. Dạ, đặt tên là hạ cầm điểu cục. À hạ cầm điểu cục. Thì nó cũng y như cây này nhưng mà nó chim len. Dạ cái mẫu chim len cái lông cái mẫu kiểu nhỏ ha. À, nhỏ chim con. Dạ rồi, vậy bây giờ bác chính biểu diễn cho con và khán giả thưởng thức nha. Dạ dạ. Không có gì. Rồi. Thank you.
Cảm ơn bác Chính. Con cũng được biết bác Chính gái cũng có giọng hát ngọt ngào lắm mà. Để bác biểu diễn một vài câu dân cổ hoặc là gì đó cho bác Chính gái ca để cho khán giả xem đài nghe được không bác Chính? Cảm ơn con. Rồi. Giới thiệu đi. Tôi là vợ của bác Chính rồi. Bây giờ ca cho cháu nghe hai câu vọng cổ và một bản vọng Kim Lan, dòng sông ngã bại. Rồi cảm ơn bác Chính ạ. Thank you.
Bạn nói